Siêu phẩm Cristiano Ronaldo HM115 mùa Totti năm 2022 không thể bảo vệ. Pha nâng cấp cộng 8 543 tỷ liệu kết quả sẽ như thế nào đây? Nếu lên có lẽ đây sẽ là con hàng cộng 8 to nhất từng được đưa lên màn ảnh anh em ạ. Rô này lên cộng 8 thì đá phải gọi là cháy lưới và đây rồi kết quả sẽ là... Hey, xin chào cả anh em và kèo đầu tiên trong chuỗi những kèo nâng cấp cộng 8 vài trăm tỷ ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một hậu vệ cánh trái của câu lạc bộ Manchester. Kèo cộng 8 này chỉ có đâu đó dưới 10 tỷ thôi. Thế nên là chúng ta sẽ không mồi cũng như là không phun vạch nha anh em. Mình nghĩ rằng 4 vạch sẽ là cái điều đẹp nhất. Tất nhiên là phun vạch tỷ lệ sẽ cao hơn, tỷ lệ cộng 8 rơi vào khoảng đâu đó 5% nha anh em. Nhưng mà mình thấy nhiều anh em nâng lên cộng 8 thì thường để 4 vạch. Thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ test thử con hàng Malaysia này xem như thế nào. Con hàng này ở mức thẻ cộng 8 có giá trị là 9 tỷ 810 triệu. Mình đã cộng 7 rồi, đã cộng 7 rất ngon. Lên cộng 8 nữa sẽ được thay thêm chỉ số ẩn thì mình nghĩ là sẽ ngon nữa. Và đây sẽ là một hậu vệ cánh cực kỳ tốt dành cho team Manchester cũng như là đội tuyển quốc gia Hà Lan. Bắt tay vào việc thôi, chúng ta sẽ đợi một vài nhịp trước khi nâng cộng 8 của Malaysia. Đây rồi và chúng ta sẽ có Malaysia cộng. Kèo đầu tiên đã xịt, thực sự là hơi buồn anh em ạ. Hy vọng rằng là vạn sự khởi đầu nan, những kèo chục tỷ, trăm tỷ đằng sau kèo này sẽ lên. Đặc biệt là sẽ lên con hàng Cristiano Ronaldo HM119 cộng 8. Mình đã từng test con hàng đấy rồi. Nói chung là hoàn hảo anh em ạ. Anh 7 thì không bao giờ gọi là hết hot cả. Kèo thứ hai là kèo của bạn Phạm Kiệt với con hàng Theo Hernandez của một UCL23 cộng 8 có giá trị là 50 tỷ nha anh em. Con hàng này thì là một con hàng ngon bổ rẻ ở vị trí hậu vệ cánh trái rồi. Ai cũng đã biết khi mà ngày xưa Free cầu thủ UCL23 thì đột nhiên Theo Hernandez từ hơn 2 tỷ xuống còn 500 triệu và cộng 8. Bây giờ cũng chỉ có 50 tỷ mà thôi. Nói chung con Theo này cộng 8 sẽ là một hot ở vị trí LB đấy. Không thua kém bất cứ LB nào đâu. Anh em lưu ý rằng là không có thẻ bảo vệ và Severhan cũng không free thẻ bảo vệ quá nhiều. Nâng được lên cộng 8 ở Severhan là quá VIP luôn đấy. Anh em cứ đăng vào group thì 500-1000 like đó chuyện bình thường. Một xe bờ mà cho quá nhiều cộng 8 cũng như là cho quá nhiều thẻ bảo vệ thì nó mất chất. Và mình khẳng định nó không có sự hấp dẫn và không ai muốn chơi cả. Anh em muốn tìm một xe bờ giống với tựa game FIFA Online 4 cũ thì mình nghĩ rằng anh em nên chơi xe bờ hàng vì là cùng nhà phát hành Nexon. Chất lượng rank thì khỏi phải bàn rồi anh em ạ, đỉnh cao của eSports mà. Các bộ môn thể thao điện tử thì xe bờ hàng luôn là trùm. Và đây rồi, chúng ta sẽ đến với kèo ngày hôm nay cũng không phun vạch nha. Cái này là gần full rồi, 4 vạch rưỡi cho Theo Hernandez UCL23 cộng 8. Phôi có cả Rio luôn. Trong kèo trước thì Malaysia đã xịt một cách đầy đáng tiếc. Và ở kèo này, Theo Hernandez thế nào đây? Chúng ta sẽ nhấp nhả nha anh em. Nhấp nhả một chút trước khi bấm nút. Và hy vọng rằng con hàng của Pháp, con hàng của AC Milan này sẽ lên cộng 8. Đây rồi, nhìn màu này thì hơi ơi. Nhìn cái lúc mới vào mới chớm là đã thấy hơi chua rồi anh em ạ. Kèo thứ hai xịt, Theo Hernandez đã không thể đạt mốc 50 tỷ, quay trở lại với mức thẻ cộng 6. Thực sự là cực kỳ đáng tiếc. Nhưng mà không sao hết anh em ạ. Vừa xuống cộng 6 phát nâng lại lên cộng 7. Và chúng ta tiếp tục chinh phục Theo Hernandez ở lần thứ hai. Lần trước chúng ta không mồi và lần thứ hai này chúng ta sẽ mồi một vài tơn nha. Nâng cộng 1-2 vạch như thế này thì nhiều khả năng là sẽ lên. Chúng ta cùng xem con hàng mồi có lên không. Xịt luôn này, tươi này. Hàng mồi xịt là tươi. Và tiếp tục nâng hai vạch, pha này xịt nữa là tươi luôn đấy. Tiếp tục con hàng mồi. Con hàng mồi lần này lại lên nha anh em. Lên cộng 1 rồi. Đây rồi, chúng ta nhét một con hàng như này vào nữa lên thì bỏ nâng luôn. Xịt đi, xịt đi để chúng ta nâng kèo cộng 8 và xịt thật. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang con hàng chính, Theo Hernandez ở mức thẻ cộng 8. Lần này chúng ta sẽ chọn là hơn 4 vạch một chút nha. Được ăn cả ngã về không, không cần phun vạch. Ngày hôm nay không chơi phun vạch, chúng ta chỉ chơi 4 vạch hoặc hơn 4 vạch một chút thôi. Lần này không phải là con hàng Rio nữa mà sẽ là Del Piero Free. Cực kỳ tâm huyết cho con hàng 50 tỷ này rồi. 50 tỷ bán đi cũng được khoảng đâu đó 40 tỷ. Một bài toán kinh tế và Theo Hernandez đây rồi, lần thứ hai chúng ta chinh phục và không được rồi. Lại xịt, hai lần liên tiếp xịt Theo Hernandez của một UCL23 lên cộng 8. Quá đáng tiếc cho hai kèo vừa rồi, thực sự là cái lúc mồi
mồi nó cũng tương đối là ok rồi đấy, nhưng mà do tỷ lệ chỉ có khoảng 3-5% cho kèo cộng 8 thôi, nhưng mà phải chấp nhận. Mình đã nói từ đầu rồi, nâng cộng 8 ở Seven Hàn không hề đơn giản, và sở hữu một con hàng cộng 8 thì VIP lắm luôn. Chúng ta sẽ đến với bến đỗ của ngày hôm nay, Cristiano Ronaldo HM115. Mức thẻ đáy là 39, thẻ kinh nghiệm là 8 và thẻ phôi là 7. Nâng con hàng này lên cộng 8 thì mình nghĩ rằng là ST cũng không thua những con hàng Rô béo hay Benzema, Utoti, Utot gì cả. Nó là cộng 8 mà anh em. Thực sự là bộ chỉ số của nó quá đẹp, quá cao, và sau cái bản meta update vừa rồi ấy, thì những cầu thủ có chỉ số cao, những cầu thủ có AI khôn đã vươn lên một cách vượt trội rồi. Không có chuyện là cầu thủ OVR thấp cũng như cầu thủ OVR cao. Giống như cái phiên bản trước đây nữa, nó đã có sự phân biệt rõ ràng về chất lượng cầu thủ. Kèo cộng 8 này là của bạn Trần Minh Quang, nói chung là rất tâm huyết, có lẽ là một fan cứng của anh Bảy rồi. Quay trở lại thì chúng ta đang đi mồi. Mồi nó cứ lên anh em ạ, đập cộng 5, cộng 6 cứ lên ở mầm mới sợ chứ. Thậm chí con hàng này một vèo mà lên cộng 8 nó là nghỉ luôn ấy. Đây rồi, cộng 7 nào. Cộng 7 xem con hàng mồi có lên không. Xịt rồi, xịt từ cộng 6 xuống cộng 5 rồi. Rồi tiếp tục xem nào. Các bạn nào mà chưa chơi tựa game FIFA Mobile Hàn Quốc thì các bạn sẽ rất rất thích thú với lại cái chức năng đập thẻ này. Nó lại lên cộng 6 anh em ạ. Xong mồi thì nó lên nhiều thế nhỉ. Ai kèo theo Handed cộng 8 thì không lên, cứ mồi thì lại lên. Đây xem lần này lên cộng 7 nên lên cộng 7 nó tắt máy luôn. Thực sự khó hiểu cho những pha mồi. Đây rồi, xịt đi. Xịt rồi, xịt thật rồi. Xịt phát nữa là anh em mình múc nha anh em. Đây rồi, nhét như này mà nó không xịt nữa thì hết phôi rồi. Cũng chỉ nhét được như này thôi. Nhét như này mà nó còn lên nữa thì thôi. Xịt đi. Xịt về cộng 5. Và chúng ta sẽ có siêu kèo đập thẻ Cristiano Ronaldo HM. Chuyển sang anh 7 đi. HM cộng 8 543 tỷ. Không có thẻ bảo vệ. Không sao cả. Đập ở server Hàn Quốc thì mấy khi có thẻ bảo vệ đâu. Không cần full bạch nha anh em. Nói chung là nhìn cũng hơi tiếc thật nhỉ. Anh 7 này cộng 7. Nhưng không sao, OR 115 thì mình nghĩ là làm lại được. Phôi cũng rất căng khi mà chúng ta có Johan Coy 120 free. Nhấp nhả một vài tơn nha. Tơn này mà lên thì bùng nổ luôn. Có lẽ là sẽ múc luôn thôi anh em ơi. Múc luôn. Cực kỳ hồi hộp. Nói chung là mình chưa bao giờ nâng cấp một cái kèo nó to như này. Đây rồi, đây là Cristiano Ronaldo. Thề luôn đấy. Không lên con nào cộng 8, thực sự là lên cộng 8 nó quá khoai anh em ạ. Thế nên là mình cũng có lời khuyên là anh em nào đang sở hữu những con hàng cộng 8 thì anh em cũng nên để lại đá. Quá khó để sở hữu những con hàng cộng 8, đặc biệt là những con hàng top như này, nâng cực kỳ khó chịu, tỷ lệ chỉ có 3-5% thôi, không tài nào lên được. Và có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay, bổ ích, đừng quên cho mình xin like và subscribe hộ kênh nha. Cảm ơn tất cả những người anh em đã gửi kèo cho mình để mình lên kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều.